Dạ, và để tiếp tục chương trình văn nghệ, Dũng Nhí cùng với Hà My xin gửi đến quý vị một trích đoạn rất là nổi tiếng mà quý vị đã từng nghe qua. Trích đoạn được mang tên Người tình trên chiến trận. Mở lời cái lời bài hát thôi em, khỏi cần mở ra. À Khắc Thiên Kiều, anh chưa xa. Tại sao em lại khóc? Họ đã đi rồi. Họ đã đi rồi. Mà họ là ai? Tại sao em lại khóc? Em cũng không biết tại sao nữa. Có lẽ là em đã yêu rồi. Nhiều tuổi rồi em? Hả? Bao nhiêu tuổi rồi mà yêu? Em 48 rồi. Trời ơi, sao yêu trễ vậy? Bởi vậy. Nhưng mà người đó là ai? Một người xa lạ mà em mới gặp lần đầu tiên. Một người xa lạ. Thôi, hết rồi. Anh Chu Sa, anh làm sao vậy? Em yêu là có tội phải không anh? Không. Yêu nhau không bao giờ có tội. Nhưng anh chỉ muốn nói với em một điều mà từ bấy lâu anh ôm ấp mãi trong tim. Hơi dài quá. Mà giờ đây
Chiều nãy sao bỗng nhiên anh lo sợ, như đánh rơi một cái gì.